Xin chào tất cả các bạn, mình là Vlog Dũng Béo đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một cái địa điểm check-in rất là đẹp, nằm giữa một cái khung cảnh đồi chè rất là thơ mộng, thuộc đội 3 xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Đây là trò viễn cảnh thi công năm 2019. Hiện nay là vẫn còn rất là đẹp, là nơi thu hút rất là nhiều khách tham quan du lịch đến để check-in những cái ảnh đẹp. Mời các bạn tham quan cùng mình nhé. Lên phía cầu thang, khu vực đây chúng ta sẽ có một cái chòi lá để nghỉ dựng chân. Đấy, sau khu vực này được bố trí 5 cái ghế để chúng ta ngồi dựng chân. Đó. Nếu các bạn nào sợ độ cao thì có thể đứng đây chụp ảnh check-in được. Bạn nào yêu thích độ cao thì có thể đi lên cầu thang xoắn, lên phía trên cùng để cùng chiêm ngưỡng toàn cảnh đồi chè khu vực này nhá. Đó, mùa này chè xuân đang rất là đẹp. Các bạn nào muốn biết địa điểm chính xác thì hãy comment phía dưới video, mình sẽ chỉ địa điểm cho các bạn đến để tham quan và trải nghiệm nhé. Xin chào.